khi tôi để người yêu ở nhà một mình. Cả đống tin nhắn. Cả buổi sáng em yêu, anh mới ngủ dậy, bây giờ anh sẽ đi nấu ăn. Luôn báo cáo. Bây giờ anh sẽ làm món cá chiên cho anh ngủ với trong nắng của em nha. Tao mà lời mấy đống ra mình ngon nhanh nắng. Cứ suối đừng mong nên nắng. Sao mới tính của em nhiều hình xã vậy? Kéo. Anh không nhìn đâu nha. Mỹ phẩm em nhiều quá, anh không biết xài cái nào. Anh lấy đại nha. Em mới về hả? Anh chuẩn bị xong hết rồi nè, em vô ăn cơm đi. Cơm ngon quá. Anh làm á. Anh có biết anh xài ở đâu không? Hả?